Đoạn hết tham sân si mạng nghi 88 phẩm trong tam giới Thấy đều đoạn hết Lục đạo sẽ chẳng còn Lục đạo là giả chẳng thật Lục đạo giống như nằm mộng Quý vị đoạn được nó là tỉnh mộng Diễn gia đại sư nói rất hay Mộng lý minh minh hữu lục thú Giác hậu không không vô đại thiên tỉnh rồi tỉnh giấc là cảnh giới gì là tứ thánh pháp giới vẫn còn ở trong mộng bởi lẽ lục đạo là mộng trong mộng sau khi ra khỏi lục đạo từ trong mộng tỉnh giấc vẫn thuộc về giấc mộng này vẫn phải đoạn nữa số lượng phiền não cũng rất nhiều kinh hoa nghiêm gọi chúng là phân biệt phân biệt nhẹ hơn chấp trước nhưng rất khó đoạn vì sao quá nhiều quý vị thấy ý niệm phân biệt niệm trước việc niệm sau liền sanh phân biệt được gọi là trần sa phiền não trần sa là tỷ dụ rất nhiều khởi tâm động niệm đều phân biệt Đoạn phân biệt phiền não thì là Bồ Tát. Do vậy, trong tứ thánh Pháp giới, chúng ta biết thanh văn đoạn kiến tư vẫn có tập khí kiến tư. Bích chi Phật đoạn tập khí kiến tư có trần sa phiền não đoạn trần sa phiền não, thành bồ tát, lại tiến cao hơn một cấp, nhưng vẫn có tập khí trần sa. Tập khí trần sa đoạn hết sẽ thành phật, tức là phật trong mười pháp giới là vị trí cao nhất trong mười pháp giới. Tuy thành phật, hãy còn vô thị vô minh phiền não. Tức là khởi tâm đồng niệm Phải đoạn hết vô minh phiền não Chẳng khởi tâm không đồng niệm Khi ấy thật sự tỉnh giấc Tứ thánh pháp giới Chẳng còn mười pháp giới không có Do vậy tứ thánh pháp giới Cũng chẳng phải là thật Mười pháp giới không có Xuất hiện cảnh giới gì Nhất chân pháp giới vì sao gọi là nhất chân? Trong Pháp giới ấy không có biến hóa. Trong 10 Pháp giới có biến hóa. Chữ Pháp giới này không có biến hóa. Vì sao? Không có phân biệt chấp trước. Biến hóa do phân biệt chấp trước sanh ra. Ngay cả thời gian và không gian cũng đều có biến hóa. Vì thế, hãy vào trong nhất chân Pháp giới, thời gian lẫn không gian đều không có thời gian không có chẳng có trước sau không gian không có khoảng cách chẳng còn trọn khắp pháp giới hư không giới là nhất chân pháp giới thế giới cực lạc ở đâu ngay nơi đây a di đà phật thành phật khi nào ngay giây phút này thời gian và không gian chẳng có đó là thật sự thành phật.